Đây, và đây là những hình ảnh mới nhất. Sau khi mà thầy đi khất thực xong thì thầy sẽ quay vào bên trong. Đó, còn bà con ở đây thì mọi người thấy rằng là vẫn chưa có di chuyển ra vì hôm nay trời cũng mưa to mọi người. Đó, thầy đã đi xô phía trong kia để khất thực, để thọ thực rồi mọi người. Đó, ở đây thì mọi người thấy rằng là bà con ở đây rất là đông. Tất cả mọi người thì ai cũng... Đây. Dạ, hôm nay ổ sư cô đã mọi người đây. Vẫn ngồi, vẫn ngồi đó. Rồi, đây, em cho mọi người thấy đó. Ngày hôm nay rất là đông. Bà con đây là mọi người đấy. Không cần chưa? Sư cô đâu anh? Sư cô đâu? Dạ mọi người, cô về ạ. Đó, mọi người thấy rằng là bà con thấy rất là đông. Dạ, thầy chưa ăn luôn. Bà con sau khi mà đấy, sau khi mà thầy đi vô bên trong thì bây giờ anh em cũng đang dọn dẹp lại ghế này. Đó, mấy anh em bên thổi đường cũng đang bưng dọn ghế này. Đây. Đó, tất cả anh em thì bây giờ cũng đang dọn lại ghế mọi người. Sau khi thầy đi khất thực xong, thọ thực thì anh em cũng đang bê ghế lại, dọn dẹp lại. Bầu trời đang mưa mọi người nhé. Bảy ghế, ngay thứ bảy cầm mấy. Có xe gù á. Bà con cũng hỗ trợ để đem ghế cắt vào khu vực bên trong. Đây, anh Thìn. Đây, anh Thìn cũng đang đứng ở đây mọi người. Sau khi thầy cắt thực xong thì thầy cũng đang đi vô trong phòng thực cái mọi người. Thầy nói. Em ra xem sư cô đang ở đâu mọi người. Em ra xem sư cô đang ở đâu. Thấy sư cô mà không thấy nó đâu mọi người ạ. Em ra tìm xem là sư cô đang ngồi ở đâu rồi. Sư cô chắc cũng di chuyển ra phía bên ngoài rồi. Vâng, thầy chỉ đi một lúc như vậy buổi sáng thôi ạ. Sau đó thầy sẽ quay thì lại thọ thực. Khất thực được là thầy về hàng chứ. Đúng rồi. Đúng rồi. Không, bởi vì giờ bà con gặp bà con như vậy là cũng hữu duyên lắm rồi. Đó. Hay quá sao. Dạ. Mà mày này mày hỏi mày hơi nữa mày dắt chị vô chỗ thằng nó nói em biết chỗ. Nè, nhìn nè.
em biết chỗ trong chỗ buôn để dắt đi từ thiện lắm mà phát thẳng cho ấy đó, hiểu không? Chị Đặng biết chị không? Chị tính. Dạ. Đây, ở đây thì bà con cũng khi mà gặp thầy xong thì cũng cũng sẽ quay về mọi người nhé. Đây hình ảnh rất là đẹp này. Có mấy chị mấy cô là ở đâu về đây ạ? Long An. À, à đúng rồi, nhớ rồi, nhớ rồi, nhớ rồi. Hôm nay gặp thầy là cũng là mãn nguyện rồi. Ông chưa ghé. Cô về rồi. Rồi ok, rồi cảm ơn chị. Đó thì sau khi mà thầy khất thực xong và quay ra trong thọ thực thì bà con cũng di chuyển đi ra về mọi người. Hello, hello. Rồi chào nhá. Rồi, chào cô nhá. Các cô bây giờ là, hôm nay là gặp thầy rồi đúng không? Các cô ở đâu đến đây ạ? Đồng Nai. Đồng Nai. Hôm nay gặp thầy rồi, chắc là gặp xong là mình quay về chứ. Đồng Nai hả? Bình Dương kế bên. Dạ. Hôm nay gặp thầy các cô thấy vui không? Dạ vâng, hôm nay thầy nhìn năng lượng. Thầy đi thầy cười. Thầy tươi, cười tươi, thầy vui, thầy gặp bà con thầy vui. Trong YouTube là thấy lớn em. Mấy người cứ để gì mấy rồi nó phép người. Dạ. Nó trong mà nó vô được không? Dạ. Dạ. Vô luôn hả? Cái da nó hả? Không, 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 ngày mai, ngày mai. Đây mới gặp. Dạ, dạ. Đó, thì bây giờ bà con khi mà gặp thầy xong chắc cũng đi về mọi người ạ. Chắc cũng ra về hết mọi người nhé. À, em vô bên trong này cho mọi người xem thử. Đấy, chuẩn bị cái dọn ghế đây mọi người ạ. Thầy này được đi khắc thực đều đều như vậy theo cái hành của thầy. Thì là anh này là cũng là dân người dân địa phương ở đây mà đúng không? À, Thành có muốn chia sẻ điều gì sau à, lúc nãy em bảo em chưa nghe, anh có thể anh chia sẻ lại cho em nghe một xíu được. Còn bây giờ em nói ngắn gọn là dạ. Em gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người đã cùng hỗ trợ để cho thầy đi khắc thực tốt đẹp như ngày hôm nay. Vâng, vâng, cảm ơn anh, cảm ơn rất là nhiều. Dạ. Ôi, còn đồng hành cùng nhau. Dạ. Ôi, đây có con tắc kè. Rồng Nam Mỹ. À, rồng Nam Mỹ. À. Một năm rưỡi rồi. Rồng Nam Mỹ. Đó. Bây giờ sau khi mà thầy đã đi khất thực xong rồi, thọ thực ở bên trong thì bây giờ cũng ra về mọi người nhé. Đó, bây giờ anh em cũng đang dọn bàn ghế. Dọn bàn ghế mọi người thấy không? Phát tâm, đây là phát tâm từ từ trong tâm mình thôi. Đó, cũng đó, và bây giờ bà con cũng đi về. Khi mà thầy đi khất thực xong rồi sẽ quay trở vô bên trong thọ thực. Đó, à đây. Cũng để em cho mọi người xem. À, có sư cô. Có sư cô mọi người. Đây sư cô. Đây sư cô mọi người thấy không? Đó, sư cô bên Úc á. Mọi người thấy không? Mọi người nhớ không? Đây là sư cô ở bên Úc đã về từ hôm bữa em cũng hay quay cho mọi người xem lúc mà thầy đang đi bộ hành ấy. Thì hôm nay sư cô có đến tận nơi. Cũng đến để đảnh lễ và gặp thầy Minh Tuệ vào buổi sáng ngày hôm nay. Đó. Để cho mọi người thấy được là đây là sư cô này. Đây mọi người, quay cho mọi người xem xa xa nhé, bởi vì cũng để cho mọi người thấy là hôm nay là sư cô cũng đến đây vào buổi sáng sớm, cũng chắc đến đây 2-3 ngày rồi mọi người ạ. Rồi hôm nay là mới gặp được thầy Minh Tuệ, đó, sư cô thì cũng đang đứng ở bên ngoài để chia sẻ với tất cả mọi người. Đây, mọi người thấy sư cô không? Rồi đây, bây giờ cũng đang đỡ cụ đi lên xe, một cái hình ảnh rất là tuyệt vời. Đó. À, cụ năm nay là cũng cả 100 tuổi rồi à, cũng đến đây để gặp, mong gặp thầy Minh Tuệ. Đây. Đó, cụ. Đây. Đó. Đang đỡ cụ lên xe. Một hình ảnh rất là tuyệt vời mọi người ơi. Đây mọi người thấy rất tuyệt vời nhá. Tất cả mọi người đây là thấy bà cụ hôm nay là cùng với ông đã đến để mong muốn để gặp thầy. Đó. Mọi người bây giờ cũng đang đỡ cụ lên xe. Đây, mọi người thấy không? Cụ lớn tuổi rồi.
biết. Không biết anh phải làm gì. Đó, đấy mọi người, hôm nay cụ ông với cụ bà. Dạ, cụ lên thế nhá. Dạ, đây là đây. Đây. Bà, này có bà này. Bà đó, bà đây. Đây cho bà hay bà. Bà hay bà, cho con xin con hỏi bà hôm nay ông với bà hôm nay ra đây là ông bà gặp thầy đó, ông bà cảm nhận như thế nào ạ? Bà có thể chia sẻ với con một chút được không ạ? Bà mệt quá. Bà mệt ạ. Dạ hôm nay bà nhìn thầy trực tiếp và bà cảm thấy vui không ạ? À, bà, dạ chú ạ. Dạ dạ. Dạ vâng, bà rất mừng. Dạ. Vui và cảm ơn. Dạ vâng, bà cảm ơn. Dạ vâng, con cảm ơn bà. Dạ vâng, con chào bác ạ. Đúng rồi, bây giờ tôi đại diện gia đình. Dạ. Bây giờ cơ quan chức năng. Dạ. Giúp đỡ gia đình. Dạ. Dạ. Ông bà cụ gặp thầy. Dạ. Gia đình rất vui, cơ quan chức năng đang tổ chức ở đây. Dạ. Chân thành cảm ơn mấy bác. Dạ, hôm nay là gặp thầy trực tiếp ở ngoài đời rồi. Bác thấy người dân ở đây như thế nào, bác có thể chia sẻ một chút được không ạ? Số 1. Dạ, người dân rất là tuyệt vời đúng không? Dạ, và hôm nay là bác gặp thầy trực tiếp ở ngoài đời, là bác nhận xét như thế nào về thầy? Gặp thầy ở núi Sài Gòn. À, hôm nay bác thấy thầy ở đây, thầy ở đây rất là năng lượng. Bây giờ là thầy ốm nhiều. Dạ, dạ và hôm nay là... Dạ vâng, con cảm ơn bác nhiều nhá. Và hôm nay thứ nhất là người dân ở đây cũng rất là tuyệt vời. Rồi cũng bà với cũng đến đây để gặp thầy hôm nay cũng rất là hữu duyên rồi. Rồi con chúc bà với cụ ở trên đường về sẽ thượng lộ bình an nhá. Rồi con chúc bà, dạ rồi, con chào bác nhá. Đó, dạ vâng, dạ vâng, con chào bác. Đó, thì ở đây thì không, nhưng mà thật sự là quá đẹp luôn. Mọi người. Dạ. Hôm nay đây sư cô ở bên Úc về. Ê, ê đừng. Không được quay sư cô. Không được quay. À ông qua. Không quay sư cô.